Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua giờ bên nước Mỹ, thứ Sáu ngày 2 tháng 8 năm 2024, Bộ Thương mại của Mỹ có họp và có quyết định. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thương mại là bà Gina Raimondo, thì Bộ Thương mại đã ra phán quyết nói rằng chưa khác với chữ không nha, chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, free market economy, chưa có nghĩa là còn đang đợi thêm, có thể là một sự thay đổi trong 1-2 năm nữa. Trong khi gọi là chưa là nền kinh tế thị trường thì Mỹ vẫn áp thuế nặng lên trên các mặt hàng của Việt Nam. Mà nhập cảng của Việt Nam vào năm 2023 là khoảng chừng 100 tỷ Mỹ Kim sang bên Mỹ. Các mặt hàng của Việt Nam đa số là gì? Giày, dép, áo, quần, các đồ may mặc, rồi các đồ gỗ, các đồ mà làm công nghệ gỗ đó. Thí dụ như là các bức tranh bằng gỗ, các đồ sản phẩm gỗ đã hoàn tất, rồi nông hải sản. Phần nông hải sản rất là quan trọng. Ở bên Mỹ, nhiều người rất mong muốn có những trái cây của Việt Nam chuyển qua bên đó với giá thuế cao thì ra thị trường rất là mắc, bán không có cạnh tranh nổi. Những mặt hàng mà nhiều người ưa chuộng như là mặt hàng sầu riêng đông lạnh, sầu riêng nhưng mà để nguyên trái, hoặc là bóc ra mà bỏ trong Ziploc liền, nó vẫn thơm ngon, đông lạnh rồi đi đến nước Mỹ. Nhiều người Á Châu ở Mỹ rất ưa chuộng món này. Nhưng bây giờ với giá thuế áp đặt rất là cao thì cũng không có mua được như ý muốn, nên mua rất là hạn chế. Sản phẩm có nhưng mà lại không có xuất cảng dễ dàng được. Thủy sản thì chúng ta thấy có những mặt hàng mà những người Á Châu ở bên Mỹ họ rất ưa. Thí dụ như là khô mực của Việt Nam. Khô mực của Việt Nam ngon hơn khô mực của Nhật và của Hàn Quốc. Nhưng mà trong những năm mà Việt Nam bị áp thuế nặng lên trên thủy sản thì khô mực của Việt Nam bán ra cao quá thì không mấy ai mua. Nên những người bán sỉ họ không có nhận mua khô mực của Việt Nam. Chỉ vì như vậy thôi. Đây là những chiêu mà Bộ Thương mại của Mỹ muốn Việt Nam là phải suy nghĩ lại đi. Quyền lợi kinh tế của Việt Nam thì phải suy nghĩ lại đi. Chưa công nhận. Khác nó là không nha. Chưa. Thế Việt Nam có phải là một nền kinh tế thị trường hay không? Theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ bỏ đi cái chữ là theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam có phải là một nền kinh tế thị trường hay không? Dạ thưa, phải. Ở trên thế giới có ít nhất 72 quốc gia đã công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Trong đó có nước Anh và nhiều nước ở châu Âu. Hàn, Nhật cũng công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Nó có một điều mà nhiều người cũng hơi thắc mắc là tại sao Việt Nam nói là theo xã hội chủ nghĩa mà lại theo nền kinh tế thị trường. Dạ thưa, theo chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx và Engels thì con người phải tiến qua những giai đoạn. Giai đoạn làng ấp xã, rồi thành phố, rồi phong kiến, rồi mới tư bản, xong mới đến xã hội chủ nghĩa, rồi mới đến cộng sản được.
Nhưng thời kỳ của Lenin thì Lenin chủ trương đó là dùng vũ lực và dùng này nọ kích thích cho nhanh, bỏ qua giai đoạn tư bản. Bỏ qua giai đoạn tư bản. Nhưng mà sau nhiều thời gian, cả trăm năm rồi bây giờ, điều chỉnh lại thấy rằng là chứ không thể nào mà đi ngược với chủ trương từ đầu của Karl Marx, là phải qua giai đoạn tư bản đã. Khi xã hội giàu có phát triển đàng hoàng hết rồi thì mới hướng tới xã hội chủ nghĩa. Nên bây giờ trở lại giai đoạn tư bản là để họ nói là thời kỳ quá độ. Giai đoạn đó mình trước đây mình bỏ qua, bây giờ mình phải làm cho chỉnh chu đã. Và chính vì sự chỉnh chu này đó thì mới phát triển và mới đưa đến ổn định được cho giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Những nước ở Bắc Âu như là Thụy Điển này, như là Na Uy này, là chủ trương xã hội chủ nghĩa bây giờ. Họ là xã hội chủ nghĩa là vì sao? Họ đã có một nền kinh tế thị trường vững chắc và các tài nguyên quốc gia phong phú, nên họ mới có thể bước tới xã hội chủ nghĩa dễ hơn. Họ mới chia tài sản của họ cho dân một cách đồng đều hơn. Nhưng mà họ làm được cũng vì tài nguyên phong phú và dân số thì ít. Chứ còn mà dân số đông chưa chắc làm nổi. Nên Việt Nam cũng đã điều chỉnh, và đương nhiên thị trường của Việt Nam theo Bộ Công Thương của Việt Nam. Đây là chính sách của Việt Nam. Bộ Chính trị của Việt Nam đã công bố đây là kinh tế thị trường. Việt Nam theo kinh tế thị trường, nhưng có định hướng xã hội chủ nghĩa để từ từ có cái vấn đề xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tôi nói điều này là tại vì tôi biết có những người hay chỉ trích tôi, thích đứng sau thọt lét thôi. Nói rằng là ông Hùng biết gì về vấn đề của Việt Nam mà nói. Nhưng đó là sự thật nha. Qua quyết định của Bộ Thương mại Mỹ, bà Gina Raimondo nói rằng là chưa công nhận. Chưa công nhận thôi nha. Nhưng mà bà Gina Raimondo, bà bị nhiều hội đoàn ở bên Mỹ và nhiều tập đoàn bán lẻ đó, họ muốn lấy hàng của Việt Nam. Họ nói rằng chứ giỡn mà cả Việt Nam là nền kinh tế thị trường à, hay là muốn lấy hàng từ bên phía Trung Quốc, thấy không? Cho nên bà mới có một cái phán quyết là chưa, yet tức là chưa đó, chưa công nhận nền kinh tế thị trường, chứ không phải là không công nhận nền kinh tế thị trường nhé. Trong khi đó thì bên phía của Việt Nam đã phản ứng rồi. Qua cổng thông tin chính phủ và các bộ, nhất là Bộ Công Thương của Việt Nam, nói rằng là Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Ít nhất 72 quốc gia có nền kinh tế thị trường đã công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Và trong thực tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Ai mà tới Việt Nam đi xem thử là chính phủ Việt Nam bảo hộ cái gì có đâu, không có. Đồng tiền hoán chuyển rất là dễ dàng. Mọi chuyện là do các công ty, các tư nhân quyết định. Điều mà bên phía Mỹ nói rằng là Việt Nam chưa có nền kinh tế thị trường, thì chuyện này họ lấy một cái lý do mà nó không có hợp với văn hóa Việt Nam. Họ nói là Việt Nam chưa có công đoàn độc lập. Việt Nam chưa có công đoàn độc lập. Nghĩa là ở trong các hãng xưởng, thí dụ như là một cái hãng may ở Bình Dương đi, một cái hãng may đó, họ muốn là công nhân ở nơi đó được thành lập một cái công đoàn. Có chuyện gì đó thì công nhân đó có quyền biểu tình chống đối chủ nhân và đòi tăng lương hay xuống lương gì đó theo cái khuynh hướng của Mỹ, của châu Âu. Đó là công đoàn mà họ cho rằng mới là độc lập. Nghĩa là những người công nhân có quyền đình công bất cứ lúc nào và có quyền thành lập nhóm hội đoàn của họ và có quyền làm áp lực lên trên các chủ nhân. Điều này
là điều mà chúng ta thấy ai góp ý cho họ. Đó là những tổ chức chống cộng cực đoan, nhất là đảng Việt Tân. Ở Washington DC thì chúng ta biết có ảnh hưởng lớn là những người như sau: Hoàng Tứ Duy, Nguyễn Đình Thắng. Họ vô, họ lobby quốc hội của Mỹ, cả Thượng viện lẫn Lương viện, lẫn Bộ Thương mại, nói rằng Việt Nam mà chà đạp nhân quyền, không có công đoàn độc lập, đừng có mà công nhận. Đây là mưu đồ của họ. Họ muốn cho Việt Nam không có thành công. Vì đối với họ, khi Việt Nam không thành công về thương mại thì người dân không có tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ mới có cơ hội để lật đổ được chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là ước mong của họ. Nên bất kỳ một sự thành công nào của Việt Nam thì là một sự chướng tai gây mắt cho những người chống cộng cực đoan, như là đảng Việt Tân, như là những người là Nguyễn Đình Thắng đó. Nên họ lobby rất là dữ. Và đây cũng là một chiêu trò Mỹ sử dụng. Nghĩa là khi cần thì Mỹ nói: đó, thấy không, người Việt Nam đó mà họ không mong muốn, các ông các bà phải làm sao đó là có một cái sự gì đó để thấy rằng là chính những người Việt Nam này công nhận là Việt Nam có nền kinh tế thị trường đấy. Chúng ta thấy rằng đó chỉ là một chiêu trò của nhau thôi. Mỹ sẵn sàng sử dụng những người này cho cái chiêu trò đó. Chiêu trò đó là chiêu trò gì? Mỹ muốn kéo Việt Nam về hẳn phía Mỹ, chứ không thể nào để cho Việt Nam mà cứ nói rằng là nhân danh ngoại giao đa phương hóa, không đứng về phía nào, chỉ chọn chính nghĩa, rồi tương tác với Trung Quốc một cách sâu đậm hơn Mỹ. Mỹ không ưa. Mình lấy một cái ví dụ, Việt Nam là một cô gái mặc áo dài, thon thả, đẹp. Thế có một anh là anh Mỹ muốn cua cái cô Việt Nam này. Rồi có một anh là anh Trung Quốc cũng muốn cua cô Việt Nam này. Bất kỳ một động thái nào của cô Việt Nam này, nếu mà liếc mắt chút xíu cho cái anh Trung Quốc thì cái anh Mỹ giận. Anh giận thì anh làm cái chiêu trò: ê, cô mà không làm theo ý tôi thì tôi không có cho cô những cái quyền lợi này, như là quyền lợi công nhận cô có nền kinh tế thị trường thì cô không có bị đánh thuế nhiều, và tôi sẽ rộng rãi, chi rộng rãi cho cô. Đó là chiêu của Mỹ, cây gậy và củ cà rốt. Còn ngược lại đó, Việt Nam mà ngó qua bên anh Mỹ một cái đó, thì anh Trung Quốc ảnh là sát gần hơn mà nói cho: ê, cô Việt Nam, cô mà làm cái chiêu trò này thì tôi tán cô vỡ mặt. Vì sao? Vì Trung Quốc trong quá khứ đã từng có cái hành động vũ phu đó rồi. 4.000 năm lịch sử Việt Nam quá hiểu anh Trung Quốc. Láng chán là tôi tán vào mặt cô. Tôi tán vào mặt cô ở 6 tỉnh biên giới phía Đông năm 1979. Tôi đưa 60 vạn quân qua biên giới. Tôi tán vào mặt cô. Tôi kích cái anh Pol Pot đó, năm 78 á, kiếm chuyện với cô, đưa quân ra qua bên biên giới ở tỉnh An Giang rồi gì á, sát hại đồng bào Việt Nam ở Ba Chúc á. Cô mà láng chán á, tôi lại khiêu khích cái anh Campuchia. Bây giờ đã đang có cái sử dụng cái chiêu này chiêu nọ đó. Chút nữa, 2 ngày nữa là khi mà khởi công xây dựng kênh đào Funan, tôi sẽ bình luận sâu hơn chuyện này. Tôi đang có cái khu mặt ở tại cảng Ram á, nhớ đó. Tôi còn có gì đó quân sự ở tại đảo Gạc Ma mà tôi chiếm các anh năm 1988 rồi đó. Đó là cách làm của cái anh Trung Quốc á, là vũ phu, cần tôi tán lên mặt. Còn anh Mỹ á, thì cần á, tôi không có cho quyền lợi, tôi không có gửi quà, tôi không có gửi bánh, gửi kẹo. Tôi rút đi cái gì đó tài chánh của anh, tôi không công nhận, chưa công nhận nền kinh tế thị trường.
Nếu mà cô Việt Nam này ngã xíu vào Mỹ thôi là tôi công nhận ngay lập tức. Ngã chút đi tôi công nhận ngay. Nhưng mà vì Việt Nam á, không chịu ngã. Đáng lẽ quyết định này được công bố là vào ngày 27 tháng 7. Nhưng khi ấy Việt Nam có quốc tang ngày 25 và ngày 26. Ngoại trưởng của Mỹ ông Antony Blinken dự trù là tham dự hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ở tại Viên Chinh nước Lào trước rồi tới viếng quốc tang Việt Nam nhé. Viếng đàng hoàng quốc tang. Đúng lịch trình là như vậy. Nhưng lấy lý do là cần ở lại để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở tại Tòa Nhà Trắng. Chuyện đó nó cái lý do nó không có được rõ ràng. Vì ông mới gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở ngay bên Israel cơ mà. Còn gặp gỡ ở Tòa Nhà Trắng thì có Tổng thống, có Phó Tổng thống, có những người cao cấp hơn rồi. Không cần ông có mặt. Nhưng lấy lý do đó, ông đi trễ. Ông bay qua bên Lào xong rồi ông tới Việt Nam. Thì Tổng thống Joseph Biden mới lật đật thấy rằng à bên Trung Quốc làm như thế này, Nga làm thế này. Mà mình không có làm gì hết thì mất lòng cái cô gái đẹp Việt Nam này, đúng không? Nên ngày 25, đúng không? Tổng thống Joseph Biden mới ký một văn bản nói rằng tôi chỉ định là Mỹ có đoàn viếng quốc tang Việt Nam ở tại Washington DC thì do cố vấn an ninh quốc gia ông Jake Sullivan đến đại sứ quán Việt Nam để mà viếng tang. Rồi trong khi đó thì Ngoại trưởng Antony Blinken bay qua bên Lào tới Việt Nam thì viếng, nhưng ai cũng biết rằng là viếng trễ, thì chỉ chia buồn đến chính phủ Việt Nam và chia buồn đến phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bà Ngô Thị Mận và gia đình. Nhưng ai cũng biết rồi, Ngoại trưởng Antony Blinken đến là để thăm dò cái sự suy nghĩ của Việt Nam. Vì sau đó đó, ngay lập tức đã gặp Chủ tịch nước Tô Lâm và các vị lãnh đạo của Việt Nam. Và sau đó là đã báo cáo về, không được. Việt Nam vẫn chủ trương là không có chọn phe. Việt Nam chủ trương là ngoại giao cây tre, vững vàng, gốc. Thân thì cứng, ngoại giao uyển chuyển, không có đứng về phía nào hết, đứng về chính nghĩa thôi. Khi nào mà Trung Quốc này nọ đó thì họ sẵn sàng họ đứng lên trên hai chân của họ, họ chống. Nên bây giờ đó là phải làm sao cho Việt Nam là thấy rằng là không ngã về phía Mỹ nhiều hơn chút thì có chuyện á. Quyết định đi. Ra quyết định chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Thế là bà Raymond Dole là Bộ trưởng Bộ Thương mại của Mỹ ra quyết định đó. Chỉ có vậy thôi. Nhưng nếu mà cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử tháng 11 năm 2024 và khi ấy có những cái chuyện gì biến chuyển, tình hình biến chuyển giữa Mỹ và Trung Quốc thì lại vuốt ve Việt Nam. Ôi Việt Nam ơi, cô đẹp lắm mà cô thấy như vậy là cô nháy mắt tôi cái gì là được rồi. Tôi công nhận cô có nền kinh tế thị trường. Đó là chiêu trò của Mỹ và chiêu trò của Trung Quốc. Việt Nam phải khéo léo vô cùng. Hai anh cường quốc này đòi cua cô gái Việt Nam, mà cô gái Việt Nam mà ngã vào trong vòng tay của anh nào thì sẽ tơi tả mà thôi. Nên phải khéo léo. Không có công đoàn độc lập, chỉ là một cớ thôi. Rồi bảo rằng anh là coi chừng Trung Quốc sử dụng Việt Nam như là một quốc gia đệ tam sẽ gọi là tuôn hàng, nhất là những mặt hàng nhôm thép rồi gì đó, rồi đóng mác Việt Nam rồi mới chuyển sang nước Mỹ mà không có bằng chứng gì hết. Đó chỉ là những cớ bề ngoài để mà làm áp lực chính trị lên trên Việt Nam mà thôi. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.